Bộ Y tế cảnh báo thận trọng khi dùng thuốc Monupia điều trị COVID-19. Vừa qua, một số báo có đăng tải thông tin về việc Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, ICMR, loại thuốc Monupia khỏi danh mục thuốc điều trị COVID-19 do lo ngại tác dụng phụ. Ngày 5 tháng 1, trang tin India.com có trích dẫn ý kiến của tiến sĩ Bhagava, tổng giám đốc của ICMR, là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng phát đồ điều trị COVID-19 tại Ấn Độ. Theo đó, đến nay ICMR vẫn chưa cập nhật thuốc Monupia vào. Danh sách các thuốc điều trị COVID-19 theo phát đồ của ICMR do quan ngại về một số phản ứng phụ như đột biến gen. Tổng hại đến cơ và xương có thể dẫn tới các nguy cơ cho việc mang thai và cho trẻ em. Tại Ấn Độ, tháng 12 năm 2021, Cơ quan Quản lý Dược Ấn Độ, SCO, đã cấp phép sản xuất và lưu hành cho thuốc Monupia cho một số nhà sản xuất của Ấn Độ và các thông tin về các phản ứng phụ nêu trên đã được ghi rõ trong giấy phép lưu hành. Tối ngày 1 tháng 11, Bộ Y tế đã lên tiếng về thông tin này. Theo Bộ Y tế, cho đến nay chưa có thông tin về một quyết định chính thức được ban hành từ ICMR hoặc cơ quan quản lý dược Ấn Độ về nội dung trên đối với tác dụng phụ và các khuyến cáo quan trọng. Đối với việc sử dụng thuốc Monupia Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của Bộ Y tế đã họp vào ngày 8 tháng 1. Cụ thể, thuốc Monupia đã được cấp phép lưu hành có điều kiện tại Anh, ngày 4 tháng 11 năm 2021, phê duyệt sử dụng khẩn cấp tại Mỹ, ngày 23 tháng 12 năm 2021, tại Nhật Bản, ngày 25 tháng 12 năm 2021, và phê duyệt sử dụng tại một số quốc gia khác để điều trị COVID-19, căn cứ các chỉ định các khuyến cáo của thuốc Monupia được phê duyệt bởi Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ, FDA, và Cơ quan Quản lý Dược và Sản phẩm Y tế. Của Anh, Mahara, các nội dung quan trọng cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc Monupia để điều trị COVID-19 như sau. Chỉ định Monupia được sử dụng để điều trị COVID-19 19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán xa, cột 2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng, giới hạn sử dụng thuốc, monupia dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày, monupia không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp, monupia không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng COVID-19. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc. Đối với phụ nữ có thai và cho con bú, Monupia không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Monupia cuối cùng, dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ Monupia, không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Monupia cuối cùng, đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Monupia không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn, đối với nam. Giới, Monopia có thể ảnh hưởng đến tinh trùng, mặc dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh để nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liệu Monupia cuối cùng, để đảm bảo an toàn, hiệu quả Bộ Y tế khuyến cáo chỉ sử dụng thuốc Monupia khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc. Không tự ý mua, sử dụng thuốc Monupia trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường. Trong quá trình sử dụng thuốc Monupia, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời.